Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Ngày 4 tháng 2, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Huyện ủy chủ trì hội nghị. Năm 2019, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chi bộ các ban, văn phòng huyện ủy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm thường xuyên, công tác xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể được chú trọng, vân vân. Qua đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019, toàn đảng bộ có 5 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 24 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy Tuyên Hóa tiếp tục tập trung xây dựng đảng bộ, các chi bộ vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã khen thưởng cho các tập thể và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đảng ủy Cơ quan Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020. Tham dự có đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Phó Vũ Thường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Cao Xuân Tín, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan chủ trì hội nghị. Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Trong năm, đã chỉ đạo biên soạn hoàn thành lịch sử Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện tập 1 giai đoạn 1945-2015, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một hộ gia đình chính sách ở xã Tiến Hóa và hai gia đình dân tộc ở Lâm Hóa, với số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ 7,5 tấn xi măng và cát sàn để làm sân bê tông nhà văn hóa thôn Tiền Phong, xã Lê Hóa. Về công tác tổ chức cán bộ và đảng viên được Đảng ủy quan tâm chú trọng, năm 2019 đã xét đề nghị kết nạp đảng cho 6 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên dự bị. Bên cạnh đó, đã thực hiện nghiêm túc việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập các tiểu ban để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, theo chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị. Năm 2020, Đảng ủy Cơ quan Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Tập trung tổ chức đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng thanh tra, kiểm tra, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ. Đẩy mạnh nhân rộng các phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Dịp này, Đảng ủy Cơ quan Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 3 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019. Và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, vừa có buổi làm việc với ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Thạch nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là địa phương được ban thường vụ huyện ủy chọn làm đại hội điểm các đảng bộ cấp cơ sở. Tham dự có các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng huyện ủy. Thực hiện các chỉ thị kế hoạch của cấp trên về tổ chức đại hội Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Thanh Thạch đã chỉ đạo thành lập 4 tiểu ban và các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng đề cương tổng quát và dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ xã trình tại đại hội. Đến nay, các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đã hoàn thành để trình ban thường vụ huyện ủy duyệt và góp ý bổ sung. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo đại hội thành công 8/8 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020-2022 trong tháng 12 năm 2019. Công tác chuẩn bị nhân sự, công tác tuyên truyền được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ trọng thực hiện có hiệu quả theo đúng quy định hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, đồng thời đóng góp một số ý kiến về dự thảo các văn kiện trình tại đại hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó, đồng chí yêu cầu ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Thạch cần đoàn kết thống nhất trong nội bộ để tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội. Quyết tâm thực hiện 4 nội dung trọng tâm chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Rà soát lại các văn kiện trình tại đại hội, trong đó rà soát lại các chỉ tiêu đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền bằng trực quan, gấp rút sửa chữa lại các hạng mục phục vụ đại hội, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, nắm chắc tình hình, không để nảy sinh các vấn đề trên địa bàn. Ngày 5 tháng 2, đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đi thăm tình hình sản xuất và chăn nuôi tại một số xã trên địa bàn huyện. Cùng đi có đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Ngay sau những ngày nghỉ đón Tết Nguyên đán, đa số bà con nông dân đã chủ động ra đồng để tiếp tục chăm sóc các loài hoa màu. Tính đến thời điểm này, 1.454 hecta lúa, 1.016 hecta ngô trên địa bàn toàn huyện đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển tốt. Diện tích cây hoa màu khác đang tiếp tục gieo trồng. Qua kiểm tra cho thấy, lúa và cây ngô mắc một số loài bệnh như bò trĩ, rệp mũi, sâu keo mùa thu và sâu cắn lá. Đối với chăn nuôi, như mô hình cá lăng chấm của hợp tác xã nuôi cá lăng chấm xã Châu Hóa, thời gian vừa qua, cá có mắc một số bệnh như bệnh thủy mi, bệnh đốm trắng. Tuy nhiên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn cho các hộ dân phòng trừ theo đúng kỹ thuật. Như đó, đến thời điểm này, mô hình cá lăng chấm sinh trưởng và phát triển tốt đưa lại hiệu quả cho người nuôi. Ngay sau đi kiểm tra, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các địa phương cần bám sát địa bàn để kiểm tra đôn đốc bà con làm tốt khâu chăm sóc. Trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, nguy cơ tiềm ẩn một số dịch bệnh có thể xảy ra, nên bà con cần chú ý công tác phòng ngừa để không ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các phòng ban liên quan, cần có phương án tối ưu để tham mưu lãnh đạo huyện, có phương án xử lý kịp thời nhằm đảm bảo việc chăn nuôi và sản xuất có hiệu quả. Ngày 5 tháng 2, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hồ Vũ Thương, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc Mã Liêng tại hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Huyện Tuyên Hóa có 254 hộ với 824 khẩu đồng bào dân tộc sống ở 4 bản: bản Kè, bản Cáo, bản Chuối và bản Ca Sen. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp nên cơ sở vật chất, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc cơ bản ổn định. Vụ đông xuân năm nay, bà con hai xã gieo trồng trên 30 ha diện tích cây trồng các loại, trong đó xã Lâm Hóa 22,9 ha, xã Thanh Hóa 7,25 ha. Ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con Mã Liêng cải tạo đất, làm đồng, bón phân, đồng thời hỗ trợ 100% giống, vật tư, phân bón để bà con đồng bào dân tộc sản xuất. Đến nay, hầu hết diện tích cây trồng vụ đông xuân đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của bà con đồng bào dân tộc trong việc phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm chăm lo, hướng dẫn và giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, tập trung sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, đối với những diện tích bị thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương hai xã theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ bà con chăm sóc, làm cỏ, gieo, sắm, bảo vệ cây trồng, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ cho năng suất sản lượng cao. Ngày 7 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp giám sát phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Đồng chí Hồ Vũ Thương, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra trên thế giới, trong nước và địa phương. Các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Theo đó, đến ngày 4 tháng 2 năm 2020, trên thế giới đã phát hiện 20.626 người mắc bệnh, 426 người tử vong. Tại Việt Nam có 9 người mắc. Dự báo, thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân cả xã thị trấn triển khai thực hiện. Theo đó, phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Đảm bảo đầy đủ hóa chất, thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, khu vực cách ly, sẵn sàng thu dung điều trị khi có ca bệnh. Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để người dân biết tình hình dịch bệnh và cách phòng chống, xem xét về tổ chức các lễ hội, hạn chế tụ tập đông người, quản lý chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài đến lao động tại địa bàn và người trong địa bàn đi lao động từ nước ngoài trở về, đặc biệt từ khu vực có dịch như Trung Quốc. Xác minh xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. Đại diện các phòng, ban, đơn vị đã tham gia ý kiến bổ sung các giải pháp phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra, đưa ra các phương án, giải pháp tham gia phòng chống dịch của cơ quan đơn vị mình. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Vũ Thương, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tiếp tục nhấn mạnh về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh virus corona gây ra, đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và phương án của Trung tâm Y tế huyện về phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân tránh xảy ra tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Ngay sau khi đón Tết cổ truyền dân tộc, nông dân huyện Tuyên Hóa tích cực ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ năng suất cây trồng vụ đông xuân đạt hiệu quả. Vụ đông xuân năm 2019-2020, huyện Tuyên Hóa đưa vào gieo trồng 1.454 ha diện tích lúa, 1.016 ha ngô, 891 ha lạc và gần 300 ha diện tích hoa màu các loại. Thời điểm này, cây lúa vụ đông xuân đang bước vào giai đoạn đầy nhánh rộ, người dân đã tiến hành làm cỏ, tỉa giăm lúa. Các loại cây trồng khác như lạc, ngô cũng đang được bà con chăm bón, làm cỏ, xới đất, phun gốc, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện, thời tiết đang ấm dần lên, thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, song cũng kéo theo nguy cơ các loại sâu bệnh trên lúa và các loại cây trồng phát triển. Do vậy, để cây trồng vụ đông xuân đạt năng suất và sản lượng cao, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông cả xã thị trấn luôn bám sát đồng ruộng, tăng cường công tác kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh hại cây để có hướng phòng trừ sâu bệnh, nhất là các đối tượng nguy hại như bệnh đào ôn, sâu đục thân, rầy nâu, tránh tình trạng lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng. Ra soát lại các công trình hồ đập, kênh mương thủy lợi hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp khắc phục. Huy động nội lực địa phương để tu sửa, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Phát động nhân dân tích cực diệt chuột. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý chặt các nguồn nước, chú ý giữ nước, tiết kiệm nước, đảm bảo cung cấp đủ nước và kịp thời cho cây trồng sinh trưởng, phát triển trong cả vụ. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, những ngày qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện khẩn cấp thực hiện các biện pháp dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng tại các điểm trường lớp, khu vui chơi và dụng cụ học tập. Thực hiện cả công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 2020. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh tổ chức lao động dọn dẹp khuôn viên, phun tiêu độc khử trùng bàn ghế, dụng cụ học tập nhằm đảm bảo vệ sinh theo khuyến cáo của ngành y tế. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phát gần 200 kg thuốc khử trùng chloramin B cho các đơn vị trường học để chủ động trong công tác phòng chống.
Đến thời điểm này, cơ bản cả trường học đã tiến hành dọn dẹp, khử trùng xong tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, các trường tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng tránh virus corona tại địa bàn trường quản lý. Nhà trường đã thực hiện các công văn như cho học sinh là nghỉ học là đúng thời gian quy định, rồi phối kết hợp tuyên truyền với phụ huynh về phòng chống dịch bệnh ở trường và gia đình cho các quý bậc phụ huynh. Và tiếp theo đó là tổ chức lực lượng các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối kết hợp với các cái cơ quan trên địa bàn để là lau chùi, dọn dẹp và phun thuốc khử trùng để là làm tốt nhất cái công tác là phòng chống dịch bệnh. Thì một đặc điểm của trường học là học sinh đông trường đến 430 học sinh và 30 cán bộ giáo viên, cho nên cái việc mà tiếp cận với các cái môi trường lây nhiễm là nguy cơ cao. Vì vậy thì nhà trường là chỉ đạo tiến hành hết sức nghiêm túc. Cho đến nay thì nhà trường đã chấp hành cho học sinh nghỉ học từ mùng 4 tháng 2. Và trong những ngày học sinh nghỉ học thì cán bộ giáo viên là bố trí để làm công tác vệ sinh rồi công tác phòng dịch để đảm bảo là sau khi mà nạn dịch là được thông báo trở lại học bình an toàn và được thông báo trở lại học bình thường thì các em đến một cái môi trường học là đảm bảo an toàn. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra được khởi phát từ Trung Quốc. Đây là loại dịch bệnh nguy hiểm được Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại huyện Tuyên Hóa, ngày 28 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã công bố công điện số 78 gửi các đơn vị, ngành chức năng, các xã thị trấn nhằm chủ động tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học, đồng chí Hồ Vũ Thương, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, mặc dù huyện Tuyên Hóa chưa phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh, tuy nhiên không vì thế mà chủ quan khinh suất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ban giám hiệu cả nhà trường cần tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, phụ huynh và học sinh chủ động phòng tránh, tổ chức dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để công tác dạy và học trở lại bình thường theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị được huyện ủy Tuyên Hóa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, đến nay Đảng bộ xã Thanh Thạch đã hoàn thành các bước chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội. Thanh Thạch là xã vùng cao của huyện Tuyên Hóa, có diện tích tự nhiên 32 km2, dân số 2.672 người, trong đó có trên 90% theo đạo Công giáo. Đảng bộ xã Thanh Thạch có 8 chi bộ trực thuộc với 87 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thanh Thạch đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Tiêu biểu là công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Các đoàn thể có nhiều đổi mới, tiến bộ, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 25 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,7%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Những kết quả đó là cơ sở để Đảng bộ xã Thanh Thạch vững tin tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Quê hương đổi mới và phát triển hết sức là mạnh mẽ từ điện đường, trường trạm, mọi cái tổ chức an ninh xã hội trong năm qua được giữ vững và phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng đại hội sắp tới sẽ có diễn ra hết sức là tốt đẹp, sẽ có những cái giải pháp và có chủ trương đúng đắn để rồi đưa xã nhà, xã Thanh Thạch ngày càng phát triển đi lên. Vinh dự là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm. Ngay sau khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ xã Thanh Thạch đã xây dựng và ban hành kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc. Tiến tới đại hội đảng bộ xã dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2020. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã nên 100% chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội vào tháng 12 năm 2019. Đại hội được thành công tốt đẹp, bầu ra được chi ủy là có một bí thư và phó bí thư. Sau đại hội thì như vậy là cũng đã tiến hành các nghị quyết của chi bộ và nghị quyết đó là thực tế với địa phương. Thứ nhất là xây dựng nông thôn mới, thứ hai nữa là phát triển kinh tế đa dạng, trong đó có chăn nuôi bò,
rồi thì thứ hai là trong rừng kinh tế, thứ ba nữa là xuất khẩu lao động, thứ bốn là trong cây ăn quả, là bốn cái nội mục tiêu chủ đạo của thôn bốn mà được nhân dân đồng tình cao. Đối với công tác chuẩn bị đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Thanh Thạch đã thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên để tổ chức đại hội điểm. Xã đã hoàn thành việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các chỉ thị kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy và của Đảng bộ xã về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng ủy đã thành lập 4 tiểu ban và các tổ giúp việc cho các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ giúp việc. Đến tại thời điểm này thì về cái công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đã hoàn thành các cái nội dung. Thứ nhất là về các cái văn kiện thì đã chuẩn bị hoàn thành các cái dự thảo để sắp tới là trình ban thường vụ huyện ủy phê duyệt và thông qua, xin ý kiến góp ý. Còn về công tác nhân sự thì đã tiến hành các cái bước theo quy trình hướng dẫn của ban tổ chức huyện ủy và đến nay thì cơ bản đã hoàn thành. Còn về đối với công tác nhân sự đối với cái nhiệm kỳ này thì so với các cái nhiệm kỳ trước thì đội ngũ cán bộ là về cái cơ cấu nhân sự thì cơ bản đảm số lượng cơ cấu thì cơ bản là giống như nhiệm kỳ trước, nhưng mà về con người rồi là về cái trình độ chuyên môn thì có nhiều cái bước thay đổi, đặc biệt là phần lớn là cán bộ tham gia cấp ủy đều là có trình độ đại học và có hai đồng chí là có bằng thạc sĩ, cho nên là về cái tỷ lệ là nữ thì có 18%. Đảm bảo theo quy định thì các bước là đã làm theo quy trình đảm bảo, đến nay thì công tác nhân sự đã hoàn thành. Song song với công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, Đảng ủy xã Thanh Thạch cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những ngày này, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã cũng đang ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chuẩn bị chú đáo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, đến thời điểm này, xã Thanh Thạch đã sẵn sàng cho ngày hội lớn trên địa bàn. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hòa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.